ok hai bác nha, quay luôn cho hai bác này, mạch xử lý tín hiệu này, mạch xử lý V6 đặc biệt luôn, con mạch này nó giải mã đầy đủ luôn. Và đặc biệt hai bác hai màu, bác thì thích màu đá, mặt đá, thì đây em có clip trước em đã chia sẻ cho anh em cách làm mặt đá này, gọi là giả đá, màu giả đá, sơn đen xong bắn tỉa màu trắng vào thì thành mặt giả đá. Thì hai con tuyển chọn cho hai bác riêng biệt luôn. Đấy. Bây giờ hoàn thành cho hai bác. Hai bác nha, mặt dưỡng hai bác đầy đủ. Rất đơn giản hai bác nha. Các bác có thể mua đầu, mua vỏ, mua mặt dưỡng hay mua phụ kiện mặt đít các kiểu. Sơn loa đều bán đầy đủ cho các bác. Con sản phẩm hoàn thiện, sơn loa sản xuất, các bác chỉ việc mua về đặt vào. Chỉ việc mua về đặt vào. Em quay rất chi tiết cho các bác biết cách bố vỏ em làm. Các bác về chỉ việc mua đầu về đặt vào. Đây, đặt đầu vào. Ok chưa? Bước 1 đặt đầu vào. Bước 2 vặn 4 con ốc ở đây cho em. Sau đó đặt mặt dưỡng vào. Đặt mặt dưỡng vào nha. Các bác cứ đặt mặt dưỡng vào là đẹp long lanh ngay. Em một tay quay. Đấy. Một tay quay, một tay. Một tay quay. À, một tay quay, một tay như các bác nhìn qua xem có đẹp không? Đấy, ok nhá. Các bạn thấy hay thì like và chia sẻ cho em nha. Em hoàn thành luôn cho hai bác. Nhá, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em. Sơn loa audio 0988 434 435.